Từng là một nghệ sĩ đình đám trong giới cậy lương hô quang, nghệ sĩ Vũ Linh đã có nhiều công hiến cho nền nghệ thuật cũng như những tác phẩm để đời. Tuy nhiên, cuộc sống của Vũ Linh cũng có nhiều biến cố khiến nam nghệ sĩ về già chỉ ở một mình. Nghệ sĩ Vũ Linh được khán giả mến mộ với danh xưng là ông hoàng cải lương. Mỗi khi nhắc đến sân khấu cải lương, hiện trong ký ức của nhiều thế hệ người hâm mộ, đó là hàng trăm vở diễn đình đám mang đậm dấu ấn của nghệ sĩ Vũ Linh như Hòn Vọng Phô, Sũ Áo Bụi Đời, Bức Ngôn Đồ Đại Việt, Cô Đào Hát, Lương Sơn Bà, cùng với đó là sự hợp tác với nhiều ngôi sao cải lương đình đám lúc bấy giờ như Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ, Thanh Hằng, Thanh Ngân, Hương Lan, Phượng Mai, v.v. Sự nghiệp của nghệ sĩ Vũ Linh được nhiều người nhớ đến với giọng ca ngọt ngào, làn hơi cực dài, nhưng cuộc đời lại diễn biến với nhiều thăng trầm. Là một người có nghệ sĩ được Vũ Linh, nhiều người thầm thương trộm nhớ, nam nghệ sĩ từng là mối tình sâu đậm với cô gái nhà giàu, từng bị gia đình phản đối, chia tay trong đau khổ, tiếp theo đó là nên duyên với một cô gái gần đoàn cải lương, có 3 tuổi, như cuộc đời đó. Nam nghệ sĩ cải lương bắt đầu chìm đắm trong men rượu để quên đi nỗi đau. Sau hai lần trắc trở tình duyên, Vũ Linh bắt đầu hẹn hò với nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, từng tính đến chuyện lên xe hoa, nhưng câu cuối cùng cả hai lại chia tay trong im lặng. Cuối cùng, ông Hoàng lại cô đơn, dù sau đó trải qua một vài mối tình nhưng chỉ nhận về toàn đau thương. Có thời điểm Vũ Linh dính vào kiếp đỏ đen, sốt đít chảy cả sản nghiệp, nhưng tội lớn nhất là bất hiếu với mẹ vì làm mẹ phát bệnh. Khi biết tin sau khi mẹ mất, nam nghệ sĩ đã thề không cờ bạc và làm lại từ đầu. Cuối cùng, Vũ Linh chọn cuộc sống độc thân, ở tội một mình, vẫn thường xuyên đi tập tuồng, hát karaoke hay tụ họp bạn bè. Nam nghệ sĩ chia sẻ, cuộc đời tôi dù vướng vào nó khi nhiều chuyện buồn trong đời ập đến, mẹ tôi qua đời, người yêu đầu đời rời xa vì chê kép hát tỉnh, đã khiến tôi chôn vùi cuộc đời vào sông bạc. Để đó tiền trả nợ, tôi nhận quay phim video cải lương, mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, còn lại giam mình trong phòng thu rồi ra phân trường. Tôi chỉ làm lại từ đầu, muốn rũ bỏ tất cả những ký ức đen tối, lúc đó tôi mới thầm câu nói của ông bà. Thằng bạn thân mình thật khó.